Lucy Channel xin chào các bạn. Đây là tập 2. Lucy cùng các bạn fan đang cố gắng thoát khỏi cái bệnh viện răng hàm mặt này. Bởi vì á, có những ông bác sĩ răng hàm mặt trong đây, ông kỳ lạ lắm. Ông có một giọng cười rất là kinh khủng, mà gương mặt cũng hung dữ nữa. Ở tập trước á, Lucy và các fan đã chạy tới đây rồi nè, nhưng mà vẫn chưa thoát ra được khỏi cái bệnh viện nữa. Nên bây giờ cũng chưa biết đi tới đâu nữa. À trời ơi, thoát ra khỏi bệnh viện này rất là khó khăn luôn. Này mấy bạn nhìn nè, những cái cục này á, nó xếp rất là xa. Mình nhảy lơ mơ là mình lọt xuống liền à. Đi thôi chị ơi. Úi, cái này là cái gì vậy? Trời ơi, những cái hình nộm của ông bác sĩ kìa. Hả? À, lại có chai súc miệng nữa, rồi băng chải nữa kìa. Ủa, mình vào đây làm gì vậy em? Chúng ta muốn đi được cánh cổng tiếp theo thì mình phải biến thành trái banh. Và chúng ta phải làm cho 16 trái bolin này nhả hết trong vòng 73 giây. Hả? Rồi, mấy bạn nhìn thấy trái banh Lucy không vậy? Đây là Lucy nè. Wow, trời ơi, mình lăn á, để mình làm cho nó nhả không có dễ đâu nha. Ui trời ơi, đụng nè, ấy da, trời ơi, mình đụng nó mà nó không nhả luôn. Mấy bạn fan của Lucy ơi, mấy bạn có từng chơi bowling chưa vậy? Ở những cái bowling này nè, cái mình quăng cái banh cho đụng nó nhả là mình thắng. Mà phải nhả hết nha. Ui, nãy giờ mình đã cho nhả được 7 cái rồi, nhưng mà còn có 30 mấy giây à. Dạ. Kìa. Đúng. Trời ơi, Lucy té lăn quèo luôn à. Mà nó cũng chưa có nhả hết nữa. Trời ơi, tiêu rồi, chắc không kịp rồi. Mình phải lấy trớn, nhanh lên. Ui da, đụng cái đầu vô tường rồi mấy bạn ơi. Trời ơi, còn đến 7 cái hả? 6 cái, nhưng mà bây giờ còn có vài giây à. Rồi, thôi chắc không kịp rồi. Còn 3, 2, 1. Trời ơi, còn đến 5 quả bowling chưa ngã. Thua rồi. Làm lại. Lucy quyết sẽ không bỏ cuộc đâu. Chị Lucy, sao hay quá vậy? Chị gặp khó khăn chị không bỏ cuộc hả? Trời ơi, chứ bây giờ bỏ cuộc thì cánh cửa nó không mở ra. Mà không mở ra thì chị bị nhốt trong này sao? Ờ ha. Đây, chuẩn bị. 74 giây, 16 quả bowling. Bắt đầu. Trời ơi, nó trơn lắm mấy bạn ơi. Không dễ gì mà lặn được đâu nè. Ui da, lặn hụt rồi thấy chưa. No. 16 cái bowling mà nãy giờ mới ngã được có 2 cái. Ây da, của mình á, đụng vô trái bowling là mình bị cản lại rồi. Trời ơi, ây da, đụng nè. Trời ơi, nó không chịu ngã luôn. Có cách gì cho nó ngã không mấy bạn ơi? Chỉ Lucy với coi. Sao nó lì quá vậy? Đã vậy trái bowling còn làm hình nè gương mặt ông bác sĩ nữa chứ. Nó làm như mình chưa đủ mệt mỏi hả? Trời ơi, còn đến 7 cái nữa. Cố lên. Thôi, tăng tốc độ. Trời ơi, nó không chịu ngã luôn. Không ngã nè, ngã chưa. Còn 3 cái nữa, còn 2 cái, 1 cái, còn 6 giây nữa. Yeah, ngã hết rồi, mình còn dư được 5 giây. Ồ, cánh cửa nó chịu mở ra rồi kìa. Ồ, cánh cửa mở ra rồi mà sao Lucy còn chưa được biến thành người vậy? À biết rồi, chắc phải chui ra khỏi cái cửa này mới được quá. Trời ơi, giờ phải lăn cho vô được cái cửa này mới ghê nè. Yeah, được rồi. Thoát thôi. Chưa đâu chị ơi. Dễ gì mà thoát được. Đi đường nào vậy Raider? Em cũng chưa biết chị ơi. Ở đây có nhiều cửa lắm. Úi, cái này là cái gì vậy? Tụi mình biến thành tí hon nên không biết nó là cái gì á chị Lucy ơi. Nghe cái tiếng tinh tinh nè, thì đây là thang máy. Thang máy hả? Kìa, nó đang kéo mình lên kìa. Wow. Ôi, kìa, cái cửa thang máy là làm bằng kính cho nên nó đi tới đâu mình thấy hết luôn kìa. Wow, tụi mình đang dưới lòng đất rất là sâu luôn. Trời ơi, thì ra nãy giờ tụi mình bị nhốt dưới lòng đất á. Yeah, vậy là tụi mình sắp thắng rồi. Nó đưa mình lên trên mặt đất là mình có thể thoát ra ngoài được rồi. Yeah, tới chữ B rồi kìa. Đó,
ơi, mặt đất tới rồi, ra thôi. Ủa, được chưa? Bệnh như chưa hay sao á? Thường mấy cái bệnh viện á, nó sẽ làm trên mặt đất, rồi á cho người ta đi vào á. À, cái gì vậy? À, Rider, em lại kéo chị lên đúng không? Lâu lâu giỡn với chị Lucy thôi nè, chị coi nè. Ui da. Trời, Rider kéo chị đi còn quay chị vòng vòng nữa. Rider, chị chóng mặt quá. No. Rồi, khóa lại luôn, không cho kéo mình nữa. Trời ơi, mở cửa. Trời ơi, chú ơi, mở cửa bị ngược rồi, xe ngược lại. Ờ, à, em xin lỗi. Rồi, đi ra. Yeah, tụi mình thoát ra ngoài được rồi. Đi tiếp thôi chị ơi. Chị Lucy, cứu em. Ủa, chuyện gì vậy phải sao? Em bị kẹt lại rồi, em không có ra được, cái cửa chặn em lại rồi nè. Ủa, sao kỳ vậy ta? Em cứ kéo cái cửa là em ra được à? Đâu cần đồng đội gì đâu. Chị ơi, cứu em. Em làm mọi cách rồi mà nó không ra. Chị kia mở cửa rồi kia. Đó, chị thấy không, cửa mở rồi mà em ra không được. Ủa vậy hả, đâu để chị vô chị kiểm tra coi. Đó, mình cứ xây vậy nè. Ủa, mình cứ xây vậy, cửa mở ra mở vô nè. Rồi, vậy là phía bên em bị lỗi rồi đó, phải sơ. Vậy giờ em phải làm sao chị? Em bị kẹt mất tiêu rồi. Đâu để chị kéo em ra thử coi. Hình như kéo ra không có được. Chị kéo em rồi nè, mà kéo em ra không được. Đúng rồi, em bị mắc kẹt vô cái cửa kính rồi. Có cái cửa kính nên sao chị kéo em ra ngoài được. Rồi, chị biết rồi. Bây giờ em reset lại đi. Cho tẳng đi, để mình hồi sinh lại. Dạ, em biết rồi. Em hồi sinh lại rồi nè chị. Đâu bây giờ em kéo lại cái cửa coi nó mở ra không. Dạ. À, em ra được rồi. Yeah, vậy tụi mình đi về phía trước thôi. Đi lên. Mà sao vẫn chưa có cái chỗ nào để mình thoát ra ngoài hết trơn á. Ủa, tụi mình ra khỏi bệnh viện rồi mà ta. Ý, ở trong này có nhiều thùng lắm nè. Hay là mình mang cái thùng đi chị. Biết đâu mình sử dụng vô cái gì sao. Ok, đi. Ủa đây đó, sao em quăng cái thùng giữa đường vậy? Để mình ra phía trước xem có gì không chị. Kìa, trời ơi, có cây súng bắn kẹo. Cây súng bắn kẹo hả? Ủa, mình thắng rồi mà cần gì súng ta? Ôi, có để mình cứ cầm đi. Rồi, có chuyện rồi. Tự nhiên cái cây cột điện nó ngã xuống. Nó làm lửa bốc cháy rồi kìa. À trời, không hay rồi. Rất là nhiều ông bác sĩ đang dí tụi mình kia. Bắn kẹo. Chị Lucy ơi, vào trong cái phòng này đi. Mình ra ngoài là mình sẽ bị cấm thông đó. Phải không, mấy ông vô không được hả? Trời ơi, sao ông xuất hiện nhiều vậy? Ôi, hình như không đúng rồi. Ông cũng bước vô cái vòng như bình thường à. Thôi, thì ra bệnh viện này có rất là nhiều ông bác sĩ luôn. Nhưng mà sao ông hung dữ quá vậy? Yeah. Ê, nó báo mình được rồi kìa. Thoát ra ngoài được rồi. Thì không. Chị còn chưa tin nữa đó. Rồi, để đưa chị kiểm tra coi. Ừ, đúng rồi, không còn ông bác sĩ nào xuất hiện hết. Ôi, lên xe đi chị Lucy ơi. Dẹp súng và lên xe. Tụi mình phải chạy thoát ra khỏi bệnh viện này càng nhanh càng tốt. À, các bạn ơi, Lucy thấy cái chỗ để mình thoát ra ngoài rồi. Nó múc ở ngoài đằng xa kìa. Mình phải lên xe đi á, nó mới nhanh được. Ồ, mấy bạn có thấy ai phía đằng trước không? Lucy đang nhảy múa phía đằng trước kìa. Lê, ole ole ole. Ole 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 rồi. Wow, trời ơi, họ làm Lucy cao lớn ghê chưa. Ôi, Lucy còn đang nhảy điệu gì nữa chứ. Dễ thương quá. Chị Lucy ơi, chị ở đâu vậy? Đợi em. Em là Bảo nè. Ôi Bảo ơi, chị đã về đích rồi. Chị đã thoát ra khỏi bệnh viện đó rồi. Em hãy cố lên nha. Dạ, khi nào chị qua game mới chị nhớ đợi em với nha. Ok. Các bạn ơi, hai tập Lucy vừa đăng có tên là Grand Dentist Oppy. Đây cũng là một thể loại rất là mới luôn. Nó cho phép mình dùng chuột để tác động vào mọi thứ, để mình tạo thành những cái bậc thang hoặc là những cái bối cảnh để mình có thể vượt qua thử thách. Nói chung cũng là một thể loại lạ đúng không?
Video đến đây là hết rồi. Hẹn các bạn ở video sau nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.